Ngày 17 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào sáng 21 tháng 10. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Tiếp đó, sau khi bàn bạc ở các đoàn đại biểu Quốc hội, chiều cùng ngày Quốc hội nghe kết quả bàn bạc và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng cơ chế bỏ phiếu kính đáng chú ý trong chương trình dự kiến của kỳ họp được tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc trình ra ủy ban thường vụ quốc hội lại không có nội dung quốc hội xem xét phê chuẩn nhân sự thay bà nguyễn thị kim tiến làm bộ trưởng bộ y tế Trước đó, sáng 14 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với đồng đội Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về thi hành quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Trao quyết định phân công của Bộ Chính trị cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bí thư thế hệ của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế lãnh đạo đầy đủ mọi hoạt động của Bộ. Trước hết, tập trung vào công tác cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết trong toàn ngành để sản xuất đầy đủ các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác thành lập đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trước phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người giữ vị trí bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1 tháng 8 năm 1959, tháng 7 vừa qua đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương bà Nguyễn Thị Kim Tiến là bộ trưởng duy nhất đang tại vị không phải là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Cũng tại kỳ họp thứ 8 này, phần công tác nhân sự còn có nội dung miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công làm bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa thay ông Lê Thanh Quang phóng viên, Nội dung này cũng diễn ra vào sáng 25 tháng 11 do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình. Việc miễn nhiệm chức danh này cũng được tiến hành bằng cơ chế bỏ phiếu kín. Đến sáng 26 tháng 11, Quốc hội sẽ bầu Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng cơ chế bỏ phiếu kín. Phần nội dung nhân sự này thì có quy trình bầu chủ nhiệm thế hệ của Ủy ban pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định. Nghị quyết bầu chủ nhiệm Ủy ban pháp luật thế hệ được thông qua chiều cùng ngày. Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị công bố quốc hội cho phép không sắp xếp hợp đoàn đại biểu quốc hội đối với dự kiến nhân sự bầu chủ nhiệm ủy ban pháp luật nếu nhân sự đó đã được bầu giữ chức danh ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, quê quán, làng Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Học vị, Phó Tiến sĩ Kinh tế Thế giới và Quan hệ Sở tế Quốc tế. Ông Vũ Đức Đam là ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng khóa 10, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 11. C. Ông Vũ Đức Đam từng giữ các cương vị Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng bộ Bưu chính, diễn thông, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013, ông Vũ Đức Đam là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.